cái nữa luôn. Quá mừng, quá trời mừng luôn. Không biết nói gì hơn. Cái đó là quá trời vui, mừng. Dạ, chúng tôi cũng cảm ơn các anh em, chị em ở xa. Dặn lộ tới tôi, biết gì định của tôi. Tôi xin lòng quá trời. Không biết gì nữa hơn. Trời ơi. Anh biết chuyện xa xui quá. Mình cảm ơn, chị cũng có lòng. 2.500.000 con thay mặt mẹ anh chị gửi chú. Mà chú điếm lại giúp con. Thì tổng số 15 cô bác anh chị em trên Facebook gửi hỗ trợ cho cô chú là tổng số tiền là được 15.760.000. Dạ, con xin gửi cho chú nha. Chú có thể điếm lại giùm con. Mến chào cô chú anh chị em. Cao Hớn mình hôm nay có mặt tại nhà chú Nhân ở số nhà 176 ấp An Thạnh, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thì thông qua clip trước mình rất là vui mừng được cô bác Mạnh Thường Quân rất là nhiều nơi quan tâm đến hoàn cảnh của cô chú. Thì có cũng vài đoàn từ phương xa tới như là Vũng Tàu, hôm nay thì lại có một đoàn của mấy em ở Cà Mau lặn lội xa xôi để lên đây để góp cho chú những cái phần quà, thực phẩm cũng như là tiền bạc. Và Cao Hớn mình thông qua clip mà đăng trên fanpage Thích Lăng Thang thì cũng có cô bác anh chị Mạnh Thường Quân cũng có gửi chút ít cho mình, cũng mười mấy người. Thì mình tổng hợp số tiền đó hôm nay mình đến đây mình trao cùng với cái đoàn ở Cà Mau đi lên để trợ duyên cho cô chú luôn. Mời quý cô bác anh chị em cùng Cao Hớn mình bước vào căn nhà của cô chú ạ. Mình xin giới thiệu đây là hai em gái là lặn lội xa xôi tuốt ở dưới Cà Mau, huyện Trần Văn Thời đi lên tới đây để góp những cái phần quà là như thế này nè quý bà con cô bác. Mình rất là vui. Thì hôm nay là cũng nhờ các anh YouTube quay thì tụi con mới biết được hoàn cảnh của chú. Thì tụi con cũng tìm đến đây. Thì con đến đây thì cũng nhận được sự ủy thác và tin tưởng của mọi người. Mang đến biếu cô chú với số tiền là 12.500.000 và một số nhu yếu phẩm của các anh, các chị, các cô bác ở địa phương con gửi đến đây. Mong là chú nhận được một số quà này để góp một phần nào đó cuộc sống trang trải, đỡ khó khăn hơn trong thời gian sắp tới. Cô chú khóc quá xúc động. Đây là 12.500.000 con thay mặt mấy anh chị gửi chú. Mà chú điếm lại giúp con. Có. Dạ. Còn đây là một số nhu yếu phẩm của các anh chị đã gửi tới cô chú. Dạ. Đây là một chai dầu. Đây chỉ là một phần của ít lòng nhiều. Mong cho những ngày tháng sắp tới của cô chú sẽ đỡ một phần khó khăn vất vả hơn. Và cũng mong là những cái kênh như thế này lan tỏa nhiều hơn, mạnh hơn, để mọi người, những Mạnh Thường Quân biết đến nhiều hơn để giúp đỡ cô chú. Dạ, chúng tôi cũng cảm ơn các anh em, chị em ở xa dặn lộ tới tôi, biết gì định của tôi. Tôi xin lòng quá trời. Không biết gì nữa hơn. Trời ơi. Anh biết chuyện xa xui quá. Mình cảm ơn, chị cũng có lòng. Trời, cô quá khóc. Mình cũng nghẹn lời luôn bà con cô bác. Ở đây gồm những gạo, bánh trái đồ ha em. Gạo rồi mì cũng là quá nhiều. 80kg gạo và một số nhu yếu phẩm nhỏ. Nhiều đây cô chú là dùng chắc cũng được một số tháng, rất là lâu rồi, cũng rất là vui mừng. Thì ở đây anh cũng xin chân thành đại diện cho thêm cho cô chú nữa là cảm ơn cái đoàn từ thiện của em đã đến đây để hỗ trợ cho cô chú thêm một phần nào bớt khó khăn cuộc sống từ đây cho gì sao. Hồi nãy là em nói là của em là cô bác anh chị là mười mấy triệu. 12.500.000. Trời ơi, từ hồi nãy hỏi tài xế là nó từ huyện Trần Văn Thời phải không em? Đúng rồi, huyện Trần Văn Thời, thị trấn Sông Đốc, Cà Mau. Trời ơi, quá trời xa luôn mà lặn lội lên tới trên đây để hỗ trợ tặng tay cho cô chú. Chỉ cần có lòng thì ở đâu mình cũng tới được. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn em và những cái người mà cùng em để đi đến đây để trợ duyên cho cô chú nha. Thì anh cũng thông qua clip đó cũng có một số cô bác cũng gửi tiền cho anh thêm nữa là cũng khoảng mười mấy triệu nữa. Sẵn dịp đây anh cũng trao cho cô chú luôn. Cũng nhờ có anh mà em mới biết đến cô chú. Dạ.
Dạ chú ơi, thì thông qua cái clip trước đó thì cũng có cô bác Mạnh Thường Quân như là cái đoàn của em này đi đến đây. Dạ. Ngoài ra đó con còn được cô bác Mạnh Thường Quân gửi cho con khoảng mười mấy triệu nữa, rồi mười mấy người. Dạ con mời chú ngồi đi chú. Con sẽ đọc tên của cô bác Mạnh Thường Quân, sẽ gửi thêm cho chú cái phần quà đó tiếp theo nha. Dạ dạ dạ. Dạ, dạ sau đây con xin đọc tên cô bác Mạnh Thường Quân đã gửi tiếp cho cô chú ạ. Dạ. Câu hớn mình xin đọc tên đó là thứ nhất là Facebook Duyên Bùi 500.000, thứ hai là em trai ở Cần Thơ 100.000, thứ ba là một chị giấu tên ở Bảo Lộc 500.000, thứ tư là em gái Tiết My trên Facebook 500.000, thứ năm là em gái trên Facebook 200.000, thứ sáu là Facebook Mộng Tiền ở Tiền Giang 200.000, thứ bảy là chị Lê Thị Ánh Nguyệt 500.000, thứ tám là chị Ngọc Tâm trên Facebook 3 triệu, thứ chín là chị gái ở bên Mỹ trên Facebook 100 đô, con đổi ra được 2.320.000, thứ mười là cô gái con bác hai ở Hậu Thanh Lai Dung Đồng Tháp gửi 2 triệu, thứ 11 là chị gái giấu tên 300.000, thứ 12 là thêm một em gái không nêu tên 200.000 trên Facebook, 13 là chị Mỹ Ly trên Facebook 300.000, 14 là em gái Ngọc Như 500.000, 15 là chị em cô Gonoda Nada Nado chứ ở Mỹ là 200 đô, con đổi ra được 4.640.000. Thì tổng số 15 cô bác anh chị em trên Facebook gửi hỗ trợ cho cô chú là tổng số tiền là được 15.760.000. Dạ con xin gửi cho chú nha, chú có thể đếm lại giùm con. Đó đó, cái này còn hỏi cái đếm. Dạ. Cho anh em cho cái nhiêu là giúp đỡ tôi được nhiêu là tôi hay nhiêu thôi, tôi không có đếm lại gì. Dạ. Cao Hớn mình xin chân thành cảm ơn rất là nhiều đến cô bác anh chị em. Những cái món quà đã gửi trợ duyên đến cho cô chú nhận đây, cũng như trợ duyên cho những hoàn cảnh khác, mình xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Hôm nay mặt gia đình rất mình cảm ơn thì, những cái cô bác anh chị em ở xa đã biết đến thì để tặng quà cho gia đình của tôi cũng xin chân thành cảm ơn. Dạ. Con mấy ngày trước có một cái đoàn ở ngoài Vũng Tàu nữa có điện cho con và đến tặng nơi đây để gửi cho chú những cái phần quà là mấy người đó có đến đây không chú? Có ha. Dạ. Dạ. Gửi cho 3 triệu, 2 triệu không? 2 triệu hết 3 triệu vừa rồi. Dạ. Cái gạo, chục ký gạo. Dạ. Rồi cảm xúc của chú hiện tại bây giờ khi được con cũng như là các em ở lặn lội xa xôi đến đây để gửi những cái phần quà này cho chú thì cảm xúc của chú lúc này là như thế nào chú? Dạ chú kêu trên là nói là cái chân này luôn. Quá mừng, quá trời mừng luôn. Không biết nói gì hơn. Cái đó là quá trời vui mừng là để mà để có số tiền này để lo cho bà, để khi là bà trở bệnh đồ này kia đó mình để đi lo cho bà đi khám bệnh đồ này kia cho để dành dụm lại để lo cho bà mới được. Dạ. Thì trong thời gian vừa qua cũng như tới thời điểm này thì con thấy chú được bà con cô bác tin yêu từ cái tấm lòng chân thật của cô chú sống chắc cũng đủ duyên đối với bà con cô bác Mạnh Thường Quân. Nên cũng có một số đoàn phương xa lặn lội đến đây để tìm chú để giúp đỡ thêm. Yeah. Thì con rất là vui mừng luôn á. Yeah. Mừng lắm, anh em cô bác ở xa đã đến rồi như là biết tôi bây giờ là mừng lắm rồi. Tôi quay lên như vậy là tôi mừng lắm rồi. Dạ, có điều cho con hơi góp ý chút xíu nha chú. Yeah. Thứ nhất là chú được cô bác Mạnh Thường Quân gửi tiền cho chú, cũng số tiền khá khá. Do đó là cô chú sống neo đơn ở đây, gắng cố gắng giữ tiền cẩn thận và mình sử dụng thuốc men cũng như để dành, để dụm để mình lo lâu dài nha chú. Lâu dài đó, do bà có khám bệnh rồi này, cái cho bệnh rồi đó, mình đi mình có số tiền để mình trang trải được. Dạ. Chứ mình mặn giờ được chứ là cái bắt bên dữ lắm rồi, già rồi lớn tuổi đâu có ai, ít cái người kêu lắm. Còn con nghe nói là chú là có một người con nuôi, thì con nuôi của chú rồi có hay biết cái vụ mà con đến quay phim để trợ giúp gì không? Rồi từ hôm đó nay nó không có biết rồi. Dạ. Nó mặn ở ngoài, nó có chồng nó ở ngoài á, rồi nó mặn ở ngoài. Lâu lâu có đi đám tiệc hay là hoặc lễ lộc rồi này kia mới có về. Chứ hôm nay tôi không có đứa nào điện cho ngoài hết trơn. Dạ. Yeah.
Chú cũng cẩn thận mình ở nhà khi mà mình có được những phần quà này rất là quý, đặc biệt là cái số tiền cũng khá. Theo con biết thì chú nhận tới thời điểm này con trao với thêm bà con của bác gửi chắc cũng tầm khoảng trên 30 triệu. Do đó là từ lúc trước giờ chú phải giữ tiền cẩn thận nha chú. Cô, cảm giác cô như thế nào? Vui. Vui? Thấy những phần quà này vui ha? Vui. Dạ. Từ hôm đó này ta lại như là coi như cũng mấy địa phương nó xa đó lại thì tặng này kia gom góp lại là cũng được 7 triệu. 7 triệu? Dạ, từ hôm nay là với cái này hay gần 30. À, với cái này nữa. Dạ, lúc trước con gửi cho chú 40 triệu nữa. Ờ thì ở đâu đó gom luôn đó, gom luôn. Dạ. Chú với lại mấy người kia là rồi vậy là tạm ổn rồi nha chú. Dạ, mấy người kia cho được với chú đồ đó hôm đó đó hen. Dạ. Tôi gom góp là được 7 triệu, được 6-7 triệu trong bạn nhà rồi. Dạ. Đó. Hôm nay người ta cho biết đó, biết cái kênh này rồi bắt đầu người ta lại cho 1 triệu, 2 triệu, 500 đồ gì đó. Dạ. Gom lại gom góp giờ được 7 triệu. À, trước mắt thì cái hoàn cảnh khổ thì ai cũng khổ nhiều. Dạ. Nhưng mà được có ai coi tùy theo người để đủ duyên, được mọi người giúp đỡ. Thì con cũng hy vọng rằng là cô chú với số tiền này sẽ giúp cho cô sẽ khỏe mạnh hơn một phần nào. Dạ. Thứ hai chú cũng có sức khỏe để đi làm, để kiếm tiền, mình sinh sống về sau nữa. Chứ còn Mạnh Thường Quân thì không có ai mà để giúp đỡ mình suốt cuộc đời được. Đúng rồi. Dạ, một phần nào bước đầu thôi. Thì Cao Hớn mình cũng nhận tiền đợt này nữa là trao cho cô chú. Thì cái như là mình kết thúc, mình không có nhận nữa để đi đến trao. Dạ. Tại vì mình còn nhiều cái hoàn cảnh khác mình phải đi nha quý bà con cô bác. Dạ. Bà con cô bác nào xem clip cũng thông cảm. Mình có đọc địa chỉ, rõ ràng nhà của cô chú. Trời, con thấy mấy em ở Cà Mau rất là chu đáo luôn chú. Dạ. Là gạo nè, rồi mì nè, rồi bánh rất là ngon, rồi khô nữa nè, khô cá lù đù này rất là ngon luôn nè. Dạ. Mọc nắng, dầu, đường, bột ngọt, muối, nước tương đầy đủ luôn. Bao nhiêu đây mà con nghĩ là cô chú mà sống là có thể là nửa năm được luôn á. Có thể là 5 tháng được luôn á. Dạ. Con tôi thì chưa là coi như chân là nằm cảm ơn các anh em Mạnh Thường Quân ở xa xa để biết đến tôi là coi như là để giúp đỡ cho tôi, gia đình vợ chồng tôi, là tôi xin cảm ơn. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn chú. Chú gửi lời cảm ơn cô bác Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi tình hình của sức khỏe của cô hôm nay có tiến triển đỡ không cô? Khi khi khoảng nửa tháng nay mình có tiền mình lo thuốc men á chú. Dạ. Thấy bữa nay cô khỏe hơn nè. Đỡ hôm nay đỡ. Là có tiền mình xe sở thuốc men đi nhiều hay gì chú? Mới đi lúc giò rồi mới về lãnh thuốc nhỏ nữa. Mới lấy ngoài lấy thuốc về uống. Dạ. À, không thôi mình ví dụ mình coi cái căn nhà của mình chỗ nào nó hư hao cái phần phía sau này chú có thể mình sửa mình tấp những cái tấm thiết vô. Dạ. Cho nó đỡ hơn. Đợi mưa nó không tạt bả. Dạ đúng rồi. Mua ba cái thiết mỏng mỏng này nè. Nên mình đóng rồi này. Có người thân hay con cháu nào gần gần thì nhờ mua thiết đóng thay cái vách này lại cho mưa đừng có tạt chú. Dạ dạ đó đó, tính làm đó đó. Để chú che mấy cái bọc quá trời luôn rồi nè. Bèo chứ không rồi, tùm lum. Dạ. Nó dài lắm rồi bọc ngoài luôn cho che tùm lum. Bây giờ mình không có tiền người ta cho giúp mình được nhiều thì mình làm nhiều đó. Dạ. Mình không có mua rồi bút cây rồi cũng đất này đất nhà của mình luôn hả chú? Đất nhà của mình nhà vợ rồi giờ nhà mấy em giờ nó cắt cái trên mình giờ mình không có chỗ ở dưới này. Dạ. Đó. Nhà bên đây cũng nhà của đứa em nữa nè. Nhỏ nó thứ 6. Vợ tôi thứ 3 còn thứ tư trên đó. Thứ 7 cũng kế bên đó. Dạ. Ủa bữa hổm con quên đó, con có đưa cái máy niệm Phật cho chú chưa? Không có. Không có. Dạ. Để chút xíu con ra xe con lấy con gửi cho cô chú nha. Dạ. Dạ. Tội nghiệp mấy đứa em ở dưới Tuốt lặn lội Cà Mau mà chạy lên đây luôn. Bữa hổm cái đoàn bữa hổm là ở Vũng Tàu nữa hả chú? Dạ. Dạ. Ba người. Mình không biết Vũng Tàu rồi không có nói bây giờ không có nói mình không biết ở đâu. Dạ. Không biết Vũng Tàu ở đâu mình không hiểu. Rồi chú là còn một đứa cháu con của người con nuôi của chú để đi học ở đây, đi học ở chung. Rồi cháu ấy đâu rồi chú? Nó đi học. Mấy tuổi chú? 14 tuổi rồi. 14 tuổi. Dạ. Dạ.
Bạn... tí cho con nuôi nó còn hơn con vợ cái đứa nó hẹp nó thương dữ lắm. Con nuôi chú là thương chú dữ lắm. Thương đó, nó nói dữ lắm. Như như con của chú vậy đó, một tháng gì gửi tiền về cho cô chú là khoảng bao nhiêu? À, cái như là nó mặn, cái như là nó gom góp được đó, cái như là 1 triệu, 2 triệu gì gửi về. À. Còn như là nó lo mãi một đứa con ngoại nữa. Dạ. Nó ngoại có đứa con nữa. Là thì anh chị đó làm mướn làm thuê ha? À, ở công, bằng theo cái mà theo công ty đó mà không biết bằng cái hành gì mà nó không dạ, biết. Rồi cái đứa cháu mà ở đây học á chú, là con của anh đó hay là con ai? Con của nhỏ con gái đó. Con của nhỏ con gái? À, con gái nào? Con gái của tôi đó. À con gái nuôi á. Con đứa con gái à. À con tưởng đâu là con trai, con tưởng đâu con nuôi là con trai. Con gái. Cô dạ. Mình như vậy thì mỗi tháng mình có phải tốn chi phí, tốn mang gì không chú? Chú phải chút tốn chứ sao không tốn được. Phải lo cho hả mua thuốc men rồi thêm, mà lãnh thêm nữa. Vì mình có bảo hiểm đó, đi ra ngoài là lãnh lớp giò mà, lãnh. Rồi bên Đông Y á, rồi cái bắt đầu nó cấp cho mình uống. Rồi mình, cái nào mà nó chỉ mình mua thêm là mình mua thêm vậy đó. Dạ. Nên uống cầm chừng vậy đó. Rồi vậy là từ đây về sau chú cũng gắng phấn đấu giữ gìn sức khỏe. Dạ. Và cái số tiền của cô bác Mạnh Thường Quân thì chú cũng sử dụng để cho tốt, để lâu dài. Dạ. Và giữ gìn tiền cẩn thận nha chú. Dạ. Số tiền nó cũng không phải là nhỏ. Dạ. Dạ. Khi nhà của cô chú không có cửa hay đồ nữa nè, do đó rất là nguy hiểm. Dạ. Rồi một lần nữa cũng cảm ơn đoàn của em gái ha, đã đến hỗ trợ cho chú thêm ạ. Hôm nay nó nhức cái giò, đâu có đi mình được gì đâu, nhức giò nhất. Cắn. Vậy chú mua thuốc uống ở đâu đi? Mua thuốc thêm, mua dạ. Thuốc uống ở đâu. Mình ưu tiên cho sức khỏe trước đi, của dạ. Cô chú trước đi. Dạ. Có sức khỏe rồi chú từ từ sẽ đi làm những cái nghề nào để nhẹ nhàng hơn, mình kiếm tiền thêm. Dạ. Chứ coi phụ thuộc vào cái tiền của Mạnh Thường Quân thì không đủ đâu bao đâu. Dạ. Coi như là đó giờ tôi, cái nghề gì tôi cũng biết làm, không có nói chung là cái nghề gì mà không biết. Ai làm trước mặt tôi làm được, nó thèm. Cái nghề gì là làm được. Cắt lúa là có thể là cái nhà gì vậy, tôi làm mình nên tôi được nữa. Chẳng phải là chẳng phải làm mình nên có thể được. Tức là từ nhỏ đến lớn, lúc có vợ rồi có con hay là... Ủa có vợ rồi là chú đi làm mướn làm thuê tất cả các nghề luôn. Các nghề đòi hết trơn. Dục đất mướn, phát lắm, gì làm cái gì cũng làm không được chứ. Có thể là thậm chí đi đóng xuồng mướn cho người ta luôn. Đóng xuồng luôn, được luôn. Ừ. Đó kêu mà ngày đó. Đóng mà ngày với ngày trả mà chú bị tiền. Nghe nói bị hư một cái con mắt là dạ. Lâu rồi lâu nhỏ nhỏ lắm. À, nhỏ tới lớn rồi mà dạ. Chú còn con mắt mà chú làm đủ được các nghề được luôn các nghề đó. Nói chung là làm cái nghề gì cũng được dạ. Vì cái là mình không có cái ấy nữa, không có đất cát nha, mình làm như là sống vậy thôi, lay lắt qua ngày vậy, gặp bà này tới giờ vậy thôi. Lúc cô mà chưa bệnh tai biến á thì giờ thì cô thường giúp cho chú những cái việc gì chú? Mà lúc trước thì có buôn bán nhỏ tập quá ở nhà. À bán tập quá nhỏ ở đây. À bán cà phê, đường bột ngọt, nước mắm dầu lửa vậy đó, dân dân về dài là cũng có bán. Rồi từ ngày bác bệnh tới giờ là cái như là gãy đổ rồi, như là không có bán được cái gì hết, không làm được cái gì hết. Dạ. Nếu cô còn làm được thì hai vợ chồng sống rất là khỏe rồi. Dạ. Cọc cạch mình kiếm 100 ngàn ngày là sống dư sức rồi. Mà lúc đó là bác cũng đi cắt lúa với cô, mà bình thường chứ đâu có gì đâu. Cái sau này mới bệnh đổ bệnh lên rồi, nhưng mà mấy năm nay là suy sụp tới cô còn khỏe thì còn trang trải cuộc sống được đầy đủ, nhưng mà sau một biến cố là cô bệnh thì cũng đội nón ra đi sụp đổ luôn. Chú vừa lo bệnh mà phải vừa lo đi kiếm việc làm để kiếm tiền nữa. Để thuốc men rồi ăn uống. Con thì cũng hỗ trợ 1 triệu, có khi 2 triệu thì cũng đâu đủ rồi đâu. Đâu giàu đâu chứ. Nhưng mà rất là vui khi khoảng hơn nửa tháng nay tới thời điểm này thì cô chú đủ duyên với cô bác Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ thì rất là vui rồi. Được cái số tiền này cũng để dành mà mình sống nó cũng tốt đẹp hơn, thời gian cũng rất là dài. Khi mà chú có gạo thóc mì cái vấn đề này nữa cũng cả nửa năm cho lên chú mới hết á. Do đó là rất là khỏe luôn, cho chú yên tâm mà để đi tìm những cái việc làm để kiếm tiền phụ thêm. À, một lần nữa thì Cao Hớn mình xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho cô chú. À, cũng như cảm ơn em luôn ha. À, đoàn Cà Mau cũng như các cô bác anh chị từ phương xa lặn lội đến nhà của cô chú này để trợ duyên thêm. Và từ đây về sau thì Cao Hớn mình xin tạm dừng nhận tiền để gửi cho cô chú nữa. Cô bác anh chị nào có thương thì
mình có cái địa chỉ mà lúc đầu mình quay á, thì cô bác tìm nơi nha. Còn Cao Hớn mình thì phải bận những cái hoàn cảnh khác, không thể là phải đi nhận đi trao hoài. Vì từ đây về sau là chú phấn đấu nha, giữ gìn sức khỏe, làm những cái công việc kiếm tiền nhẹ nhẹ để lo cho cô thêm nha chú. Dạ. Tôi cũng nhìn cảm ơn các anh em ở xa mình nhìn quân ở xa xôi lặn lội tới gia đình của tôi, là tôi là tôi cũng mang ơn dữ lắm rồi. Dạ. Tặng cho một số quà này tôi biết ơn dữ lắm. Dạ, cô chú rất là vui mừng và xúc động ghê nước mắt. Rồi vậy con xin tạm dừng clip ở đây nha chú. Dạ. Dạ, chúc cô chú mạnh khỏe. Cảm ơn cô bác anh chị em Mạnh Thường Quân cũng như cô bác anh chị em khán giả đã xem kênh Thích Lang Thang ạ.